等。Thật. Nicole. Kylie. Order bỏ đồ, gần nào không bỏ, bỏ gần nào ngon hơn chứ ta. Xem cái hệ thì nó bảo là bỏ đồ cho order, thấy không? Không ổn. Đốc sĩ. Đồng quyền đấu sĩ nữa. Mà nhận thức là so đơn giản mà để camera che của màn hình quá. Ủa nhìn số phế vật lắm mẹ. Đâu ngủ ta mẹ 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 lòng ác lên máu mà bà cất cứt. Custer Direct One mới gỡ nhiều nhiều điểm đánh đâu vậy.
mẹ nó chứ. Chưa hẹn bên ta kia mà ta. Hệ như lâu không vậy? Nghiên cứu đến mấy con này thì tôi không nghiên cứu nhiều, ngày xưa toán được nghiên cứu ok đấy, ba đội hình ok. Học chơi á, đấu điện thoại quá phải đi. Nào không chơi nữa. Đấy là bây giờ kêu anh xuống ta. Đồ hàng sớm đi ngủ quá. Anh nhận thua. Để giữ máu lại được luôn. Vệ binh nếu có đàm lắm luôn mà. Nhìn những thằng mặn nó được chặt
stream buồn ngủ vừa rồi các bạn. Ôi giấc rồi. Có thể nào để tự chơi luôn các bạn. Ôi sẻng à, còn ly còn sẻng nữa. Chết đòn. À, thích tiền bị đồ thôi. Đừng có hạ máu quá được. Thế là mẹ lấy như hư mới beta kill rồi. Wow. Hỏi ăn chưa? Không có máu vậy. Ra cái câu này.
Ủa? Giáp lại đi mua rậu. Thấy có cái giáp mà nó vừa mất tiêu rồi. Đâu bỏ đồ cái lê đâu. Ngủ quá. Nếu tỉnh nổi các bạn ơi, mày phải lồn. Nâng cấp lên lồn vậy đó. Đó là con mồi.
Vigo ngon ngoài đấy lấy được. Sợ các bạn mà tôi buồn ngủ quá. Hello Phúc nha. Phúc nào vậy? Mà cũng hello bạn cùng tên. Nó buồn ngủ quá. Ngủ bà giờ rồi. Hãy chặn ngủ các bạn. Chạy nhanh nhanh chết 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 ngủ. Đồng quê đồng quê mình ngủ quá. Hết tiền rồi. Muốn máy máu không xếp tiền rồi. Cảm ơn các bạn stream của mình ngủ xíu buồn ngủ quá gì không nói. Xin lỗi các bạn. Rồi ngon.
này chưa chết à? Ngủ dậy như con tương ngon mà kỳ lạ đấy. Không ai con này xuống làm được. Nhảy hip hop đi. Ủa làm sao nhảy được bạn? Ồ, nhảy hip hop đi à? Ok, đợi tôi nhảy hip hop cho bạn. Mẹ nhảy hip hop luôn. Nhảy hip hop là con này chứ. À, hip hop đây bạn ơi, hip hop đây. Wow, lần đầu được tặng sao luôn. Tuyệt vời. Xịn quá, lần đầu được tặng sao. Các bạn nha. Các bạn Phúc nha. Mẹ, hip hop à. Để tôi kè đầu cho bạn nha. Đùa. Tôi không biết nhảy hip hop à. Bạn ác quá. Wow. Lần đầu tiên bạn vào tặng hai kim cương tuyệt vời. Cảm ơn bạn. À, rớt nước mắt luôn á, đau buồn ngủ nữa, đau buồn ngủ. Bạn bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, đau buồn ngủ nó phải chơi tiếp rồi. Thật tuyệt vời. À, tôi nhảy pop ở giữa này cho từ kiếm con nào ta. Lucian. Nếu bùa xanh đi, bùa xanh được. Oh my god. Nhảy hip hop đi. Đang buồn ngủ bảo nhảy hip hop. Bạn này kỳ ghê. Đố anh vào được Facebook. Không vào được bạn ơi. Facebook mình bị out, out lúc 8 9 giờ vậy rồi. Đi rồi. Không vào được đâu. Bảo thạch. Bảo thạch được không ta? Cung xanh, kỹ năng chí mạng này. Cùng đao. Cùng đao trong nào được. Ghé con này thì tí tí ghé con ấy không được. Bây giờ bỏ con này mà thay cho con ấy là được 7 nè. Thay cho con thay con gì ta? Thay con xét. Thay con xét là được 7. Đù, tôi buồn ngủ. Vậy mà toán được top 4 các bạn. Top 3 các bạn. Cảm ơn bạn Cường Bá Vương nha. Nhưng nay nhiều người xem thế. Mọi người không vào Facebook được. Mọi người anh này nói chuyện. Tuyệt vời mà buồn ngủ quá. Giờ rồi lên cấp 9. Ông này mà kiếm cả thớt đây. Con cả thớt đây. Mình sẽ không ai tăng thôi. Mà không ai tăng. Giờ cả thớt vừa thọc đội hình liền. Con gì vậy? Người ai thua ở hai Akali hai đánh được không, được không, được không mà đây lại cái đố vào được. Facebook, Facebook cũng chưa vào được. Facebook cũng chưa vào được bạn ơi. Vẫn bắt ở cái mức này này, vẫn bắt đăng nhập ấy. À, được top 3. Thằng kia đánh không lại nó rồi. Có được cái nào được. Rồi này bỏ cho bỏ Lia ra. Bỏ Lia là mất phần cứng, mất phải bình. Mất Candia luôn. Bỏ xét. Xét ra thì đấu sĩ với siêu quẩy. Cùng đao. Nó chào bóng tối. Bùa đỏ.
Nếu có tướng không? Có tết đâu rậu? Hai con bay kêu. Giết cái đi, giết thằng sau kìa. Sao ăn được thằng này, cũng nó u gấp 3 rồi. Gấp 3 đội hình mình yếu lắm rồi. Đủ tiền. Cái đồ Lily này yếu á, Lily bốc hơi nhanh và là đi luôn. À buộc rồi, buộc rồi. Đang chờ phê duyệt bằng cách khác. Cái combat chỗ nào vậy? Là không thể đăng nhập rồi. Bịp quá. IG cũng không vào được nha, Messenger cũng không vào được nha. Không hiểu chắc này Bitcoin sập, chắc sập hết rồi. Bitcoin nó lên tới mẹ. Rồi Bitcoin sập rồi, đồ mà nó bán hết rồi. Sập từ 69 rồi xuống, sập xuống 65. Còn nhập 65. Bitcoin ảo thiệt. C3 này mẹ, tục và lờ luôn. Cũng tục. Cũng tục ác, cái này dài vậy. Đánh hệ bên bên ta kêu ha, đánh hệ gì ta, đánh hệ gì thì được các bạn, tay tao mặt lớn. Đội hình Cadia KDA được ấy. Cái này Neko Evelyn Kai'Sa. Sao là Kai'Sa? Chơi cờ này chắc cũng nhiều người xem ấy. Còn mấy game khác đấy phải xem. Cái bắn súng các thứ. Mày cho thiệt KDA luôn. Ý trời. Gọi gì các bạn? Ý trời. Ghép đồ, mình ghép đồ hơi gà. Không ai trả lời nữa chắc mình ngủ tiếp. Bắt đầu giao tranh. Sau 8 vòng giao tranh với người chơi,
cái menu cô. Rồi cái này nó xét quỹ thư. Quỹ thư Arizona. Chờ hàng dĩ kìa vậy. Anh sẽ nhớ thương một người là chính anh, sẽ vẫn thương một nhiều đôi má xưa còn đượm buồn theo cái thời gian đó, tan theo làn sương hai ta có trên đường đời nhìn thấy nhau. Trong phút giây nghẹn ngào thì anh chẳng thể bước tới. Chào em như trong giấc mơ. Tôi thấy người Việt rất thông minh, tất nhiên rồi. Still nó có Lily nha. Mình có xài để bỏ đồ. Đi bỏ đồ. Ari, Asuna. Nico thì bỏ mấy cái đồ tăng. Mana hoặc là cái đây rồi tăng đi để nhóm có áp đi không lấy Neko. Neko thì phải lấy đồ. Cũng phải chữ ạ. Sao mình cho tiếp ta? Nãy cái động lực với mấy ông và comment trên là động lực kêu tôi tỉnh dậy không biết. Buồn ngủ quá rồi.
cười cười tí là cười, hở ra là cười. Tượng lật giáp và là người băng giá. Bùa xanh. Cung xanh. Cái đe này cần xẻ không ta? Như cần. Nữa bạn hơi buồn ngủ. Buồn ngủ mà đánh vẫn cháy nha. Những cái con Lia ta kỳ ha, nó có Lia luôn. Đúng rồi, thua rồi. Mày chó này cầm một con gì ít 3 sao à? Đâu vậy? 2 sao phải mất kinh nữa. Nếu mà ri à?
Đã buồn ngủ. Lại thua hình nhẹ mà thua ta. Đúng bút đồ cho ông thầy cô nó mạnh thiệt. Anh nói gì đây? Anh nói gì đây? Alo? Anh nào mà nói gì đây? Mày chắc là vừa nói gì? Alo alo đây. Mẹ ta cho đùa à? Bất giác liền trời ơi, còn trâu vãi, con bóp bi chứ này đấy rồi. Ảo giác thật sự. Thư là thư đi với cái
đâu dùng công đi đâu, cũng có ra đâu dùng không à, nó bị yếu thì sao không dùng. Chứ hai kia đi mẹ, trời tốn máu vậy lợi. Không cần ai gì trâu bây giờ. Áp nổi nó luôn. Giờ hút máu à. Cày thế. Máu thấy chịu rồi. Máu kìa quá. Nếu dạng hồi máu nha. Quỷ thư. Nói kia ai đi. Bị thư ở máu được. Bọn eco đi. Rồi có này. Cấp lên cấp luôn được. Mày chưa chết chà. Bảy Ari 8 10 con cơ mà. Ari vậy mà chắc hai con Lia hay con Sapphire thôi. Sapphire không thấy trong này nè. Con này có một sao. Đi ba luôn. Từ luôn, từ luôn. Thiếu con Suna nữa. Có Seraphine mà. Không phải Kali thôi.
Và label mạnh hẳn. Bùa đảo này. Bị lag à? Tám Caria vẫn yếu nha. Rôn được con Ari đi. Trời ơi. Hệ mạnh vậy. Đấy. Akali mạnh hẳn, Akali 2 kia mạnh hơn. Anh buồn ngủ mà anh khác biệt hết. Nếu ta này nghĩ như các bạn. Vì vô mạnh vậy lộn cai cũng mạnh kìa. Bị mạnh bài cước mạnh nữa xin tập 4 kìa. Nhà ăn cước lần cước rồi lần cúc rồi. Bút rồng mở lấy mẹ bút rồng con Suna chứ đủ mẹ hái wow. Cầm cái bút rồng khó đánh quá trâu như quỷ giết mấy thằng sau được mà giết mấy thằng sau đi em ơi à.
Đấy, còn anh giờ ai có đi hỏi luôn sao không được ba đâu, kiếm Suna bỏ như thế không Seraphine là được. Dắt mạnh này cả ta kìa, ta ba kìa mất tích rồi, mà hai con cả ta ba luôn đây chơi mà hai con cả ta ba hảo thôi. Suna đây rồi. Ngoài cỡ đó, bắt bình rồi đó. Thuật sư nữa này. No robot nữa. Nhiệm đứa thế Ari rồi đứa Ari hay thật, Ari bỏ nhiều đồ mà nếu có thôi sợ gặp lâu để miết. Yeah, đi rồi đi rồi. Để tập tập 5 luôn nha. Rồng đẹp vậy. Ri đéo có tiền mua. Ra cái lý dễ sợ luôn. Không có tiền mua. Tóc màu ngoại 74. Từ máu ghê. Ấy được con gì là dở nào à, tao lấy bay với viên là xong. Đúng rồi, đúng rồi, vẫn sống, đúng rồi à, thằng đi đi cái đi rồi. Ok là bọn thua à, tấm màu gặp được lại tấm màu phải ăn.
biết bơi, biết bơi cái. Mình đã mạnh quá, mình đã hút máu không chịu ơi, nên hay quá. Để ngủ nha các bạn, cảm ơn các bạn, cảm ơn Tập Vạn Phúc, cảm ơn bạn Cương Bá Vương gì đấy, ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Lần đầu mình stream mà có sự ủng hộ các bạn rất là vui, tuy là cũng không thực hiện theo được cái nhiệm vụ các bạn đưa ra như nhảy hốp đi, thật sự rất là vui, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi nha, hẹn các bạn vào hôm sau.